Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đắc nhất và sự tất. Ai hiểu được số không này thì người đó có thể tu hành chứng quả. Chư pháp tùng duyên sinh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết. Nghĩa là các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, Đức Phật Đại Sa Môn thường nói lý như vậy. Tất cả mọi pháp đều do nhân duyên sinh ra rồi cũng do nhân duyên tiêu diệt. Đó là đạo lý luân hồi, cũng là đạo lý vật cực tắc phản, bỉ cực thái lai. Nghĩa là vạn vật hễ biến thiên đến cực điểm phía này rồi thì sẽ quay đầu để tới cực điểm phía kia. Khi bế tắc cùng cực thì rồi sẽ hành thông, đó là pháp tương đối trên thế gian này vậy. Pháp tương đối ví như sự tốt đẹp đến cực điểm rồi sẽ biến thành xấu, xấu đến cực điểm lại biến thành tốt. Cũng như con người sinh ra là điều tốt, nhưng khi chết đi lại là điều xấu, điều hủy hoại. Sinh, trụ, dị, diệt. Sinh xong rồi sẽ trụ, trụ rồi sẽ biến dị rồi sẽ hủy diệt. Sinh, lão, bệnh tử cũng đồng đạo lý như vậy. Sinh ra rồi từ từ sẽ già, già rồi sẽ bệnh, bệnh rồi sẽ chết. Đó là thứ pháp nhân duyên. Con người ai cũng sống, thích sống và ai cũng phải chết, nhưng lại sợ chết. Nếu mình không thích sống mà cũng không sợ chết thì đó là một loại định lực. Nhưng người ta thường hay sợ quỷ, nhưng tại sao lại sợ? Bởi vì quỷ thì xấu xa hung ác, có thể hại người và làm chết người, cho nên người ta đều sợ quỷ. Đó là hiện tượng sợ chết mà thôi. Nếu như mình không sợ chết thì mình cũng không sợ bất cứ cái gì. Bất luận là quỷ thần, yêu ma, quái vật, mình cũng không sợ. Không gì làm cho mình sợ cả. Còn sự sợ hãi là còn chưa có định lực. Hết mọi sự sợ hãi thì đó mới là chánh định, chánh thọ, mới có định lực. Có định lực thì con người mới túng ngộ phong đao thường đản đản, giả nhiêu độc dược giã nhàn nhàn. Nghĩa là đứng trước mũi kiếm vẫn ngang nhiên, dù ép độc dược cũng bình thường. Ý là nếu có người đem dao tới chặt đầu mình hoặc là dùng độc dược để giết hại, mình cũng không lo sợ, trong tâm không hề dao động. Đó là vì sao? Vì mình đã thoát khỏi sinh tử. Sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Nghĩa là xong xuôi những việc cần làm, từ đây chẳng phải đầu thai làm gì. Cho nên nếu được một thì mọi sự đều xong. Nhưng được một đây cũng vẫn chưa hẳn là đủ, phải làm cho một này trở về bản nguyên của nó, trở về số không. Số không là đạo lý linh diệu, khó có thể diễn bày được. Ai hiểu được số không này thì người đó có thể tu hành chứng quả. Làm sao để hiểu số không này? Trước hết phải hiểu số một, bởi vì đắc nhất vạn sự tất, nghĩa là được một thì vạn sự đều xong. Có một này xa rời ngôn ngữ văn tự, ra khỏi tâm sở duyên, quét sạch tất cả pháp, xa rời tất cả tướng, lại nói rằng nhất pháp bất lập, vạn sự giai không, nghĩa là chẳng lập một pháp gì, mọi sự thầy đều không. Quý vị muốn tới cảnh giới và đạo lý này thì trước hết phải tới một. Quý vị đừng coi thường số một này. Thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh, nhân đắc nhất dĩ thánh. Nghĩa là trời được một nên trong, đất được một nên yên, người được một thành thánh. Tại sao trời che phủ được vạn vật? Là vì trời được số một này. Tại sao mà đất làm chỗ dựa cho vạn vật? Là vì đất được số một này. Nếu như đất mất số một thì đất sập, núi băng, động đất, nước biển nổi trào, đủ thứ tai họa phát sinh. Nếu nơi nào mất số một này thì nơi đó sẽ sinh ra đủ thứ tai họa. Nếu số một này không mất thì mọi nơi trên mặt đất đều bình an. Nhân đắc nhất dĩ thánh. Nếu con người thật sự tới được số một này thì có thể ra khỏi luân hồi, chứng thánh quả, khai trí huệ. Bởi vì con người mất số một nên kẹt trong luân hồi, xoay chuyển trong lục đạo, chịu đủ thứ phiền não vô minh. 84.000 phiền não đều do mất số một này mà sinh ra. Muốn về lại một thì trước tiên phải biến phiền não thành bồ đề, biến sinh tử thành niết bàn. Dễ như trở bàn tay vậy, không khó khăn lắm đâu. Song vì lẽ gì ta chẳng biến phiền não sinh tử bồ đề niết bàn được? Bởi vì do mình đã mất đi số một này và chạy tới số 2, 3 rồi đến số 10. Từ số 10 tới số 100, rồi vô tận, nên trăm ngàn vạn ức thứ phiền não mới sinh ra. Bởi thế số 1 này rất quan trọng. Tuy nhiên, bởi vì mình đã mất số 1 này, muốn trở về, nó không phải là dễ. Từ số 1 mà muốn phản bổn hoàn nguyên,
trở lại số 0 thì lại càng khó khăn hơn nữa. Tôi nói cho quý vị một ví dụ đơn giản khác. Lúc nào gọi là 1, có lúc nào gọi là 0. Đối với con gái từ 1 tới 14 tuổi, đối với con trai từ 1 tới 12, trong giai đoạn đó chưa mất đi số 1. Thời gian nào là số 0? Từ lúc nhập thai cho đến lúc sinh ra, đó là giai đoạn mình ở số 0. Lúc đó thì tất cả những thứ phiền não, vọng tưởng, tham, sân, si đều không có. Cho tới lúc biết ăn, đói, rồi sinh lòng tham ăn, giận dữ, ngu si, bắt đầu phát sinh. Nhưng lúc này cũng chưa mất đi số 1. Đây chính là lúc khởi đầu cuộc sống làm người. Từ số 0 biến thành 1, từ số 1 này vẫn còn là số rất hoàn chỉnh, vì nó là sự bắt đầu của mọi sự. Cho tới khi trải qua những diễn biến trong đời, những thứ khác sẽ cộng thêm vào số 1 này, để biến thành 2, 2 thành 3, 3 thành 4, và cứ thế tăng lên, càng tăng thì gánh nặng càng lớn, và con người càng trở nên ngu si hơn. Tánh tức là số 0, số 0 cũng tức là tánh. Không tánh có nghĩa là chẳng có gì cả, chính là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai, nghĩa là xưa nay chẳng có vật gì, thì sao có chỗ bụi trần bám vào. Tu hành cần phải tu đến chỗ hồ tôn xích tử, nghĩa là tâm như đứa con nít, tâm không có bất cứ điều gì. Giống như đứa con nít vậy, tức là phản lão hoàn đồng. Song phản lão hoàn đồng không phải là nói rằng mình đi uống sữa, mà chính là muốn mình không còn tham, sân, si, mạn, nghi. Đây mới gọi là phản bổn hoàn nguyên, chẳng khác gì với chi kiến của đứa con nít. Rất là thiên chân, không tà lự, không một chút giải đãi lười biếng, cũng không có tâm tham tiện nghi hoặc là tâm thị phi. Đó chính là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai vậy. Tu đạo, mình cần hiểu rõ đạo lý này thì mới có thể chân chính giác ngộ. Tại sao mình phải nghe giảng kinh? Bởi vì mình muốn phản bổn hoàn nguyên. Tại sao lại muốn tu hành? Cũng vì muốn phản bổn hoàn nguyên, quét sạch mọi vẩn đục trong tâm, chớ dụng công nơi nhân ngã thị phi. Nếu có ai nói câu gì trái ý thì mình thấy khó chịu, không vui. Đụng một sợi tóc mình cũng hết sức đau đớn khó chịu. Nhỏ một giọt mồ hôi để làm lợi cho thiên hạ thì cũng chẳng chịu làm. Đó đều là tinh thần hết sức ích kỷ, không thể tu đạo được. Người tu đạo cần phải vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả. Tức là không thấy có mình, không thấy có người, không thấy có chúng sinh, không thấy có thọ mạng. Vô ngã không có nghĩa là mình không làm mà kêu kẻ khác làm dù mình. Vô nhân không có nghĩa là tới lúc ăn uống lại nói, ồ vì vô nhân tôi ăn thêm một chút cũng chẳng can gì, tức là không có ai khác. Cho dù lúc này mình không còn nhân tướng, chẳng thấy có kẻ khác đi nữa, nhưng kẻ khác vẫn còn nhân tướng kia mà. Lúc tranh chấp đánh lộn thì lại vô chúng sanh tướng, hoặc lúc ăn thịt thì lại vô thọ giả tướng, tức là miếng thịt không có thọ mạng. Tất cả đều là kiến giải sai lầm. Như vậy thì nên làm thế nào? Thế nào là kiến giải đúng? Thứ nhất, vô ngã tướng, tức là không thấy có mình, tức là không cống cao ngã mạng, không tính toán lợi lộc cho mình. Thứ hai, vô nhân tướng, tức là không thấy có người, nghĩa là mình không chướng ngại, không làm chuyện bất lợi cho kẻ khác. Thứ ba, vô chúng sinh tướng, tức là không thấy có chúng sinh, nghĩa là coi vạn vật đều đồng một thể với chính mình. Thứ tư, vô thọ giả tướng, tức là không thấy có thọ mạng, mọi chúng sinh có quyền sống, bởi thế chúng ta không thể đoạt hoặc giết hại bất kỳ sinh mạng nào, kể cả người và động vật. Do đó, khi tu đạo, bất kỳ lúc nào đừng vì mình mà mong cầu, đừng vì mình mà tính toán, hãy luôn nghĩ đến kẻ khác. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 5 tháng 12 năm 1982 tại Vạn Phật Thánh Thành. Ha ha ha, 问什么的说呵。